Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 533. Liên cái này. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, một lần nữa đem tự thân trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, xác nhận chính mình giảm xuống giảm bớt vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh bản chất, cũng không có phương diện khác chịu ảnh hưởng. Lại giảm xuống giảm bớt sinh mệnh bản chất, chỉ có một phần ngàn vạn. Mà cái này đối Lâm Nguyên thực lực bản thân tạo thành ảnh hưởng. Có thể nói là không có ảnh hưởng. Thậm chí Lâm Nguyên ẩn ẩn cảm nhận được, Liên cái này giảm xuống giảm bớt một phần ngàn vạn sinh mệnh bản chất, cũng là lâm thời giảm xuống, sau đó không lâu liền có thể khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên suy nghĩ chuyển động. Có thể phỏng đoán, sinh mệnh mình bản chất vô duyên vô cớ giảm xuống, khẳng định là những cái kia đỉnh phong tộc quần thế lực thủ bút. Cái này thủ bút cấp độ cực cao, đoán chừng là thập nhị giai trung cực cấp độ, nếu không chính mình không về phần không có chút nào phát giác, lại liền năng lực phản kháng đều không có. Chỉ bất quá, động thủ đỉnh phong tộc quần thế lực hẳn là đoán sai lâm nguyên sinh mệnh bản chất độ dày độ cao dẫn đến suy yếu những cái kia sinh mệnh bản chất tại lâm nguyên toàn bộ sinh mệnh bản chất mà nói tựa như giọt nước trong biển cả sinh mệnh bản chất quyết định bởi tại nhiều phương diện tỷ như thể nội thế giới nhục thân linh hồn tâm linh ý chí các loại ngoại lực đối với sinh mạng bản chất ảnh hưởng cơ hồ không có mà lâm nguyên sinh mệnh bản chất đầu tiên là thể nội thế giới lâm nguyên thể nội thế giới đường kính đạt tới hơn bảy ngàn ước dặm so với bình thường thập nhất giai viên mãn mấy ngàn vạn dặm không đến ức dặm thể nội thế giới. Khoảng chừng gấp mấy vạn. Tiếp theo là nhục thân, võ đạo tiến hóa đường tắt đối nhục thân cực hạn rèn luyện, vạn tộc cường giả nhục thân nhỏ bé cấu tạo tham khảo. Thần bí hồ lô đối nhục thân cơ sở gia trì, hai lần hỗn độn hư không bản nguyên quán chú đối nhục thân tăng lên các loại. Lâm nguyên nhục thân cường độ cùng bình thường thập nhất giai viên mãn khách quan, tranh lệch không thể so với thể nội thế giới nhỏ đến chỗ nào. Linh hồn cũng là như thế, cường đại thể nội thế giới cùng nhục thân quẩn dưỡng ra linh hồn cất bước liền vượt qua bình thường thập nhất giai viên mãn vô số tâm linh ý chí càng không cần nhiều lời phía trước ba cái phương diện thể nội thế giới nhục thân linh hồn đều không có bước vào thập nhị giai cấp độ nhưng lâm nguyên tâm linh ý chí thế nhưng là triệt để bước vào thập nhị giai cấp độ đồng thời trong thập nhị giai cũng coi như được cường đại hơn ba ba trăm vạn điểm tâm linh ý chí chỉ số lâm nguyên hoài nghi hữu tướng làm một bộ phận thập nhị giai trung cực không bằng chính mình thể nội thế giới, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí cùng nhiều phương diện kết hợp, dẫn đến Lâm Nguyên sinh mệnh bản chất vượt xa cùng cấp độ thập nhất giai viên mãn. Cả hai chênh lệch cho dù không có 100 triệu lần, mấy ngàn vạn lần vẫn phải có. Phương diện này trong dòng sông thời gian cũng có chỗ thể hiện, bình thường thập nhất giai viên mãn, tại dòng sông thời gian bên trong cũng chính là đầu cá lớn, nhưng là Lâm Nguyên chìm vào dòng sông thời gian trong cùng nhất, thân thể khổng lồ bá chiếm toàn bộ lòng sông, hơi động đậy gảy, liền nhấc lên vô số mạch nước ngầm để phụ cận rất nhiều thập nhất giai sinh mệnh sợ hãi bất an, thậm chí ảnh hưởng dòng sông thời gian cục bộ nước sông tốc độ chảy. Cùng lúc đó trong chiến trường tế đàn phụ cận, xoẹt, hơn 10 nói kinh khủng vết nứt không gian bị xé mở. Từng vị các đại đỉnh phong tộc quân mạnh nhất thập nhất giai, cầm trong tay chấn tộc vũ khí, cộng thêm rất nhiều bảo vật thủ đoạn, muốn thẳng hướng thắng lợi tế đàn. Toàn lực xuất thủ. Kiếp tộc mạnh nhất thập nhất giai cả người vòng quanh vô tận khí tức, phảng phất rất nhiều kiếp nạn ra thân lại phiến điểm không dính còn lại đông đảo mạnh nhất thập nhất giai cũng là như thế trong lúc giơ tay nhất chân toát ra viễn siêu thập nhất giai cực hạn uy năng giờ này khác này vũ tộc lấy bình hành thiên bình hạn chế lại ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất chỉ cần nắm chặt cái này cơ hội đánh giết ngân hà tinh chủ đoạt lại những cái kia trí cường binh khí các đại đỉnh phong tộc quần tổn thất liền có thể vãn hồi về phần về sau như thế nào đối phó ngân hà tinh chủ hiện tại coi như đánh giết lâm ngân hà tinh chủ cũng chỉ là phân thân Ngân Hà Tinh Chủ chân thân bản tôn còn sớm, tương lai vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra phân thân tiến vào chiến tranh. Trải qua rất nhiều đỉnh phong tộc quần thế lực thập nhị giai trung cực phỏng đoán, Ngân Hà Tinh Chủ nắm giữ món kia trung cực nội tình, hẳn là có phạm vi hạn chế. Nếu không Ngân Hà Tinh Chủ không về phần đợi đến đại quy mô quyết chiến, mấy vạn thập nhất giai gặp nhau tại mấy trăm tỷ bên trong phạm vi bên trong mới động thủ. Biết rõ điểm này, liền rất tốt đối phó, chỉ cần thời khắc cùng Ngân Hà Tinh Chủ bảo trì cự ly là đủ. Giết trùng tộc mạnh nhất thập nhất giai ánh mắt băng lãnh, mượn như chấn tộc binh khí mộng yểm giới, không có bất luận cái gì lưu thủ, đánh ra từng chiêu kinh khủng công kích linh hồn. Thắng lợi tế đàn bên trong. Rất nhiều chấn thủ thập nhất giai cường giả thần sắc hãi nhiên, bọn hắn hướng phía chu vi nhìn lại, phát hiện hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía tế đàn bên này đánh tới. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, để trên chiến trường không gian đều tại vặn vẹo vỡ nát, tất cả nhân loại văn minh liên minh thập nhất giai cường giả đều tâm thần run rẩy. Cho dù là Hiên Viên Du cũng là ra đầu nổ tung, cái này hơn 10 vị mạnh nhất thập nhất giai, rõ ràng là vận dụng hết thảy thủ đoạn, mục đích đúng là vì đánh ta nhân loại văn minh liên minh. Ngân Hà tinh chủ. Hiên Viên Du trong lòng cảm giác nặng nề, cái này hơn 10 vị mạnh nhất thập nhất giai, dám can đảm như thế trắng trợn đánh tới, khẳng định là có đối kháng Ngân Hà tinh chủ lực lượng. Lấy Lâm Nguyên 10 năm trước trên chiến trường triển lộ ra kinh thiên thực lực, 11 đại đỉnh phong tộc quần thế lực nếu là không có nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng phái ra chính mình mạnh nhất thập nhất dài tới chịu chết đã động thủ liền mang ý nghĩa có nắm chắc đồng thời nắm chắc còn không nhỏ ừ ngồi tại tế đàn nhất chỗ sâu lâm nguyên đồng dạng phát giác được giết tới mạnh nhất thập nhất dài nhóm đầu tiên là suy yếu tính mạng của ta bản chất sau đó lại dốc sức xuất thủ kế hoạch ngược lại là không tệ lâm nguyên ánh mắt bình tĩnh không thể không nói các đại đỉnh phong tộc quần thế lực chế định kế hoạch rất là hoàn mỹ trong đó khẳng định có lấy thập nhị giai trung cực ngư đổ nhưng cũng tiếc chính là đoán sai lâm nguyên sinh mệnh bản chất độ dày độ cao kỳ thật cũng không tính đánh giá sai liền xem như những cái kia thập nhị giai trung cực nhóm cũng không có khả năng dự liệu được sẽ có thập nhất giai cường giả sinh mệnh bản chất như thế nặng nề nhân loại văn minh trí cường giả nhóm có lòng tin là bởi vì biết được lâm nguyên đột phá tới thập giai đột phá tới thập nhất giai động tĩnh nhưng cái khác thập nhị giai trung cực không biết được à kỳ thật liền xem như nhân loại văn minh trí cường giả đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới lâm nguyên sinh mệnh bản chất độ dày sẽ đạt tới loại độ cao này cơ hồ tại thập nhất giai đến thập nhị giai ở giữa một lần nữa mở ra một cảnh giới hầu như đều tới đông đủ lâm nguyên tâm niệm vừa động thần thông thế giới lặng yên không tiếng động thôi động giết ngân hà tinh chủ chúng ta tới giết ngươi rất nhiều mạnh nhất thập nhất giai nhóm chớp mắt tới gần đang muốn thôi động chấn tộc vũ khí oanh kích tế đàn đúng lúc này xung quanh bốn phương tám hướng trên dưới trái phải. Thiên địa biến hóa, ẩn ẩn một tòa thế giới hoàn toàn mới dáng lâm. Ừm. Đây là Ngân Hà tinh chủ, Ngân Hà tinh chủ lại vận dụng món kia trung cực nội tình. Mạnh nhất thập nhất giai nhóm sắc mặt trắng bệch, có chút khó có thể tin. Cho dù là kiếp tộc vị kia mạnh nhất thập nhất giai, giờ phút này cũng là trong lòng lộp bộp một tiếng. Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 534, phiền cao ma không phải nói lấy vũ tộc trọng bảo bình hành thiên bình trên phạm vi lớn suy yếu ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất để hắn không cách nào tiếp tục thôi động món kia trung cực nội tình rồi sao hiện tại chuyện gì xảy ra điện quang hỏa thạch ở giữa hơn 10 vị mạnh nhất thập nhất gia nhóm không chút do dự quay đầu liền chạy 10 năm trước bọn hắn thấy tận mắt ngân hà tinh chủ thực lực cái kia thời điểm có mấy vạn thập nhất giai tại trợ giúp bọn hắn vô hình chia sẻ thần thông thế giới uy năng nhưng là hiện tại liền bọn hắn hơn 10 vị mạnh nhất thập nhất giai ở đây nơi nào còn dám tiếp tục đợi biên giới khu vực phiền cao ma đồng dạng tại mật thiết chú ý chiến trường trước mặt hắn màu vàng kim cây cân hai bên hư vô khí tức hình thành cân bằng mang ý nghĩa ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất như cũ tại suy yếu trạng thái bên trong nếu như không có món kia trung cực nội tình ngân hà tinh chủ cũng liền không thể so với cái khác mạnh nhất thập nhất dài mạnh bao nhiêu bây giờ đối mặt phiền cao ma suy nghĩ chập trùng nhưng ngay sau đó liền tiếp thu được đến từ trùng tộc thiên vũ tộc các loại mạnh nhất thập nhất giai chất vấn phiền cao ma ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất không có bất luận cái gì suy yếu phiền cao ma ngân hà tinh chủ vẫn như cũ thúc giục món kia trung cực nội tình hiện tại chúng ta đều nhận áp chế phiền cao ma ngươi lừa gạt chúng ta đầu nhập vào nhân loại văn minh liên minh từng tiếng chất vấn để phiền cao ma có chút mộng bức hắn mắt nhìn trước mặt màu vàng kim cây cân ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất hóa thành hư vô khí tức êm đẹp tại cây cân bên phải đặt vào. Cùng bên trái trăm vị thập nhất giai viên mãn sinh mệnh một phần mười sinh mệnh bản chất, hình thành cân bằng. Kém chút coi là nghe lầm. Không có khả năng. Phiền cao ma lập tức phản ứng ra, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được đến từ trong chiến trường, kia cỗ minh mông đung đưa khí tức. Cỗ này khí tức phiền cao ma vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chính là ngân hà tinh chủ tại 10 năm trước, nhất cử hủy diệt mấy vạn thập nhất giai cường giả chiêu kia, cùng 10 năm trước so sánh, một chiêu này uy năng không có chút nào suy yếu nhưng cái này sao có thể chính mình đã dùng bình hành thiên bình suy yếu ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất coi như suy yếu sau ngân hà tinh chủ như cũ có thể sử dụng món kia trung cực nội tình nhưng sinh mệnh bản chất giảm xuống tất nhiên sẽ dẫn đến cái này trung cực nội tình phát huy ra uy năng giảm bớt chỉ là bây giờ phiền cao ma chỗ cảm thụ đến từ trong chiến trường kia cỗ mênh mông đung đưa khí tức vậy mà chưa từng mảy may biến yếu chẳng lẽ lại chính mình hư nhược không phải ngân hà tinh chủ không đúng bình hành thiên bình chỗ suy yếu chính là ngân hà tinh chủ phiền cao ma vẫn như cũ có thể từ bình hành thiên bình bên trên phát giác được cùng ngân hà tinh chủ ở giữa liên hệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là bình hành thiên bình xảy ra vấn đề phiền cao ma tại ngoại giới chân thân bản tôn lập tức bắt đầu liên hệ vũ tộc hoàng vũ tộc cương vực cung điện trong kiến trúc phiền cao ma đứng tại phía dưới cẩn thận nghiêm túc chờ cao tọa trên hoàng hồi phục. Rõ ràng bình hành thiên bình đã suy yếu ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất, thậm chí liền đối ứng sinh mệnh bản chất hình thành hư vô khí tức, đều xuất hiện tại cây cân bên phải. Vì sao ngân hà tinh chủ nhìn hào không ảnh hưởng dáng vẻ? Bình hành thiên bình xác thực suy yếu ngân hà tinh chủ sinh mệnh bản chất. Một cái hô hấp về sau, vũ tộc hoàng chậm rãi nói: "Bình hành thiên bình làm vũ tộc trọng bảo, mặc dù là từ phiền cao ma đang thúc dục động" nhưng trên thực tế vũ tộc hoàng cũng tại mật thiết chú ý bình hành thiên bình bên trong cũng có hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau xác thực suy yếu ngân hà tinh chủ phiền cao ma càng thêm không hiểu như là ngân hà tinh chủ biểu hiện bây giờ làm sao là sinh mệnh bản chất nhận suy yếu tiến tới thực lực sụt giảm tình huống hẳn là ngươi chỗ suy yếu sinh mệnh bản chất đối với ngân hà tinh chủ mà nói quá ít mới đưa đến thực lực không có nhận ảnh hưởng gì lại là một cái hô hấp về sau vũ tộc hoàng trả lời quá ít phiền cao ma có chút sững sờ. Trăm vị thập nhất giai viên mãn một phần mười sinh mệnh bản chất, tương đương với mười vị thập nhất giai viên mãn toàn bộ sinh mệnh bản chất. Cho dù tính cả hao tổn, cũng có bốn năm vị thập nhất giai viên mãn toàn bộ sinh mệnh bản chất. Kết quả nhiều như vậy sinh mệnh bản chất, đối ngân hà tinh chủ mà nói quá ít. Siêu cỡ lớn chiến trường bên trong. Lâm Nguyên nhìn về phía hơn 10 vị mạnh nhất thập nhất giai nhóm, mượn như chấn tộc vũ khí, tại thần thông thế giới bao phủ phía dưới gian nan dãy ruộng. So với 10 năm trước, hiện tại Lâm Nguyên thực lực tăng lên một mảng lớn, hơn 10 môn đạt tới thập nhị giai cấp độ dung hợp quy tắc cảm ngộ, dẫn đến Lâm Nguyên thể nội thế giới lần nữa thuế biến một đoạn. Thể nội thế giới tăng cường, thần thông thế giới hình thành bên ngoài cơ thể thế giới cũng tự nhiên mà nhưng tăng cường. 10 năm trước, những này các đại đỉnh phong tộc quần mạnh nhất thập nhất giai nhóm, bằng vào chấn tộc vũ khí, có thể làm được tại bên ngoài cơ thể thế giới xé mở không gian trốn xa. Nhưng là 10 năm về sau, liền không làm được cho dù chấn tộc vũ khí không ngừng bắn ra kinh khủng ba động cũng là không làm nên chuyện gì bên ngoài cơ thể thế giới phạm vi bao phủ bên trong không gian giống như thực chất ngoại trừ lâm nguyên bên ngoài ai cũng sẽ không ra mặc dù đủ để vây khốn những này mạnh nhất thập nhất giai nhưng cho dù để bên ngoài cơ thể thế giới tự bộc đoán chừng cũng rất khó đánh giết một vị mạnh nhất thập nhất giai lâm nguyên quan sát miễn cưỡng tại minh mông cuồn cuộn thế giới chi lực nghiền ép phía dưới dãy dụa lấy mạnh nhất thập nhất giai nhóm thẩm nghĩ chấn tộc vũ khí cùng trí cường binh khí, điểm khác biệt lớn nhất cũng không phải là uy năng cao thấp. Một ít trí cường binh khí cường thịnh uy năng, kỳ thật không thể so với chấn tộc vũ khí tranh lệch quá nhiều. Cả hai chủ yếu khác nhau, ở chỗ ai đang thúc dục động. Trí cường binh khí thôi động người là thập nhất giai cường giả tự thân, cho nên thập nhất giai cường giả không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không vận dụng trí cường binh khí bởi vì tiêu hao quá lớn. Vừa giáng lâm chiến trường lúc, Lâm Nguyên mấy lần xuất thủ, tại ẩn giấu thực lực điều kiện tiên quyết, kích sát thủ cầm chí cường binh khí thập nhất giai phương pháp đều là đem nó mài chết. Nhưng là chấn tộc vũ khí. Chân chính thôi động người, kỳ thật đã không phải là các đại tộc quần mạnh nhất thập nhất giai nhóm, mà là phía sau thập nhị giai trung cực. Mỗi một kiện chấn tộc vũ khí, bên trong đều ẩn chứa thập nhị giai trung cực lưu lại thủ đoạn, những này tay đoạn bình lúc tại ẩn núp, nhưng là thời khắc mấu chốt, liền sẽ bạo phát đi ra. Trực tiếp tiếp quản chấn tộc vũ khí cầm trong tay chấn tộc vũ khí mạnh nhất thập nhất gia nhóm, không cách nào sẽ mở bên ngoài cơ thể thế giới không gian. Đây không phải là bởi vì trí cường vũ khí uy năng không đủ, mà là bởi vì chấn tộc vũ khí bên trong trung cực thủ đoạn không có bị kích phát. Nhưng nếu như Lâm Nguyên muốn triệt để đánh giết những này mạnh nhất thập nhất gia nhóm, chấn tộc vũ khí bên trong trung cực thủ đoạn khẳng định sẽ bị thôi động. Dù sao các đại đỉnh phong tộc quần đã làm cho chấn tộc vũ khí tiến vào chiến trường, khẳng định làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sẽ không để cho hắn tùy tiện đánh rơi. Trước tập trung toàn bộ lực lượng, nhìn xem có thể hay không giết chết một cái. Lâm Nguyên ánh mắt chuyển động, hai con người nhìn về phía chủng tộc mạnh nhất thập nhất dài. Oanh, một cỗ vô hình xung kích bao phủ chủng tộc mạnh nhất thập nhất giai, món kia mộng yểm giới bắt đầu nhịn không được rung động. Không được. Chủng tộc mạnh nhất thập nhất giai ra đầu nổ tung, nàng đột nhiên phát hiện, vị kia ngân hà tinh chủ không biết rõ cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại nàng phụ cận, chính đưa tay phải ra, chậm rãi hướng phía nàng đè xuống.